Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta có lời nguyện phó dâng số 009 mang tựa đề Chúa nguồn bình an. Đây là một lời nguyện gốc là những lời bằng tiếng Anh của mẹ thánh Teresa thành Calcutta. Bà sinh năm 1910, vốn gốc là người Albania nhưng đã trở thành người Ấn Độ cho đến chết. Bà mất năm 1997. Trong cuộc đời, bà đã đoạt được giải Nobel Hòa Bình. Và sau này, bà đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh. Lời cầu nguyện của bà để lại cho chúng ta là: chúng tôi đặt tựa là Chúa nguồn bình an, từ bốn câu tiếng Anh của bà ngắn gọn, chúng tôi đã diễn tả ra bằng một bài thơ, một lời nguyện bằng thơ: Chúa nguồn bình an. Lạy Chúa nguồn bình an muôn thuở, xin đưa tay mà che chở đời con, từ nẻo chết đưa về theo sinh lộ, đến yêu thương rời xa chỗ hận thù, tìm ánh sáng bỏ thâm u tăm tối. Lạy Chúa nguồn bình an muôn thuở, xin đưa tay mà dắt lối đời con, từ tuyệt vọng đến với dòng suối mát, sạch hoài nghi để hy vọng ân cần, chọn chân lý bỏ sai lầm lạc bước. Lạy Chúa nguồn bình an muôn thuở, xin đưa tay mà ban nước trường sinh, thôi chinh chiến hát bình ca trong sáng, nở nụ cười thay khăn trắng tóc tang, ruộng vườn xanh thay cằn khô bụi cát. Lạy Chúa nguồn bình an muôn thuở, đồ ăn bình chan chứa cả tim con, cho thế giới nhân loại còn bạo loạn được giao hòa thay nứt rạn chia tan, khát khao hoài ôi lạy Chúa bình an. Amen.